kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bão Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện, mùa hè cuối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày. Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie. Vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Công Tung. Charlie hay Cải Cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie. Theo tài liệu sử lược của quân đội Hoa Kỳ, những địa danh được nhắc đến trong nhạc phẩm Người ở lại Charlie như Tumorong, Đắc Tô thuộc tỉnh Kon Tum sẽ luôn gắn liền với Operation Hawthorne vào năm 66. Đây là một trong những trận chiến được ghi nhận là tàn khốc nhất của chiến tranh Việt Nam. Nhưng phải đợi đến năm 72, nhạc phẩm Người ở lại Charlie mới được cho ra đời để tưởng niệm cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người đã hy sinh trong trận chiến ở vùng đồi Charlie gần Tân Cảnh vào mùa hè đỏ lửa của năm 72. Đây là một căn cứ hỏa lực nhỏ của Mỹ để lại và cũng là nơi tử trận của trên 400 người lính nhảy dù trong một cuộc chiến được cho là khốc liệt nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Theo lời kể lại của một số nhân chứng đã từng tham gia trận chiến này, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận khi nơi ông chỉ huy liên tục bị pháo kích gần 2 tuần và cuối cùng, vì phải rút lui, xác ông đã phải để vĩnh viễn nằm lại nơi này, không một nấm mồ. Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn của quê hương. Dấu giày bốt đờ xô của anh và các chiến hữu đã in lại trên khắp các địa danh Bình Giã, Đức Cơ, Pleime, Hạ Lào, vùng tam giác sắt ba biên giới. Mùa hè đỏ lửa 1972, anh đã tới cứ điểm Charlie để chặn sức tiến của hai sư đoàn địch. Nơi đây, anh đã giã từ vũ khí cùng với các bạn đồng đội hy sinh để thân xác lại giữa núi rừng Công Tum Pleiku hoang lạnh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bạn thân của người anh hùng nhảy dù đó, đã viết ra những lời ca vô cùng cảm động trong nhạc phẩm Tiếc Thương Ca Nguyễn Đình Bảo, Người ở lại Charlie. Anh hỡi anh dạ từ vũ khí
vương. Chính anh là ngôi sao mới, một lần này được sáng chứng là cánh diều đang bằng tim yêu vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim cùng đôi vạn lý, một lần dậy cánh bay nhìn để cho người biết mắt trên này. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, như danh nào người không cần anh. Đời anh về chỉ có chuyện gần cha đứa bé mơ vẫn cắn xuống bờ bờ. Người quá phụ cầu đường sống trong mơ. Tôi mơ không đắp cầu. Yes, still, chưa tia xanh gió mùa đêm hạ lao cũng sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Trời đêm vẫn chưa quên những đêm quen. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tìm anh chiều vượt tay áo. Ôi đêm sao nào như anh thế. Ngàn đời mùa nhớ thương thầy bước chân dung trên đông đi. Anh chiều dừng tay anh.